Sửa Lo Thanh Cao kính chào các bạn. Hôm nay mình đi giao lo ở Kiên Giang mà chủ nhà bữa nay có tiệc tùng vậy á, rồi nói mình giao luôn cái két sắt luôn nha. Đó, bữa nay có tiệc gì mà mua cái lo kéo rồi mua luôn két sắt luôn nữa. Đây mình đang chuẩn bị đi giao nha. Thì nó làm gì tao? Mình chạy tới đây là chơi Đồng Tháp rồi nha các bạn. Mình vừa chạy qua cầu Cao Lãnh nha, vừa chạy qua cầu Cao Lãnh. Đây là cái đường cao tốc N2 đi tới Rạch Giá ha. Ở đây mùa nước nổi rồi, lúa đầu ở đây là người ta nghỉ xạ vụ này. Xe con chạy được nha. Hả? Xe con chạy được. Nó chưa cắm vô tới khúc cầu dầm cống nó mới cắm xe con vô. Thì hôm nay là cũng rất đặc biệt với nghe các bạn, chủ nhà có tiệc tùng là mua cái lo có thanh cao rồi mua luôn cái két sắt nữa ha. Bà con nào có mua két sắt gì giữ tiền giữ vàng nữa thì gọi cho Thanh Cao luôn nha, mua lo cũng gọi, mua gì cũng gọi, Thanh Cao có đủ hết. Số điện thoại là 0948 85 86 85 hoặc là Zalo 096 34 83 983 để mình hỗ trợ tư vấn cho các anh chị nha. Thì sản phẩm lo mình là bán toàn quốc ha, giao hàng tận nơi, lắp đặt tận nơi, hát ok là mới lấy tiền nha các bạn, chứ mình không có nhận cọc cước bất kỳ của ai đồng nào ha. Thì từ nhà mình đi tới nhà khách thì cũng cỡ gần 200 cây số, chạy được tới cầu Dòng Cống luôn nha các bạn. 2 giờ mới tới được nhà khách ha. Nha các bạn, cầu này nó bề dài cũng rất là dài mà bề ngang nó cũng lớn hơn mấy cầu khác nữa ha, để lớn gấp 2 lần cầu Rạch Miễu bởi nó không có bị kẹt xe. Cầu dốc nó cũng thấp hơn cầu Rạch Miễu nên tại nó dài hơn, còn Miễu dốc cao quá xe nó bò lên không, bởi tình hình kẹt xe rất là nhiều. Thiếu anh, mình chạy tới địa phận của Cần Thơ rồi nha các bạn. Đây là một cái vùng bị ngập nước nè, ngập nước thì tình hình ngập lụt năm nay rất là nhiều nha, cao hơn năm rồi cỡ 4-8 lần. Cái mấy cái vườn cây ăn trái nằm đây bao mà nó nhỏ thì thiệt hại nặng rất là nhiều. Gái mình nay hôm nay đi theo giao lo nữa đây, gái bích nha, gái bích của Thanh Cao hôm nay đi theo bố đi giao lo, tập cho con gái tập từ từ ha, nặng nữa sau này biết khách hàng, sau này nói nghiệp ba nghe con. Đó, các bạn thấy vùng này là vùng Cần Thơ mà nước ngập quá trời quá đất rồi nè, thiệt hại rất là nhiều bà con trồng bích. Trồng sầu riêng, trồng các cây ăn trái, có nhiều chỗ thì bị hư lúa nè, rồi dưa hấu nè, có nhiều chỗ mà dưa hấu nó chuẩn bị thu hoạch đó, chưa kịp thu hoạch là nước ngập hư hết trơn, thiệt hại của bà con rất là nặng nề. Con ngập dữ lắm, hôm nay là tốn mấy chục triệu là tiền bao đê rồi tiền công tiền xăng tiền điện mà bơm ra, nhưng mà đỡ được mấy ngày nay là nước sát á, 23, 24, 25 này nước sát, nước nó ra cũng bớt rồi, nhẹ bơm tới 30 này để ráng chống chọi qua 30 này nữa là khỏe rồi. Đây là dòng riềng của Kiên Giang nha các bạn. Mình tới đây là tới được dòng riềng rồi. Đây. Còn có đi tiếp 1 km nữa. 1 km nữa là tới nhà khách để giao một cái lò 4 tấc đôi. Mập hôm qua setup máy và một cái
kẹt sắt ha, để coi nhà khách làm gì mà nó có tiệc rồi mua lo rồi mua cái sắt nữa. Nước đây cũng ngập linh láng hết trơn luôn. Bia luôn rồi, quá trời bia rồi. Hỏi nghe các bạn, bây giờ mình ra xuống, mình bỏ cái cát sắt xuống trước nha. Lấy cái đầu vô miếng để cho ta dễ qua. Rồi để khiêu phụ cho. Lại bây giờ khiêng cát sắt nha các bạn, khiêng cát trước rồi cái lo sau nha. Rồi khiêng lo vô nha các bạn. Khiêng lo này là ở lại đây nhậu luôn. Nay có tiệc sinh nhật rồi mua cát sắt đồ quá trời luôn. Nay sinh nhật bé này đây. Sinh nhật bé này đây. Đậu song song xe trắng luôn đi. Đậu thẳng hàng đó luôn. Rồi khui ra luôn. Dở lên là khui ra luôn. Quay phim luôn, quay phim luôn. Bữa nay giao lo gặp ngay đám thôi nôi đồ ăn quá trời luôn bà con ơi. Đây là đang ở dòng riền Kiên Giang nha. Nay được về miền Tây dự tiệc luôn nha. Rồi cầm đũa lên bia đi bà con ơi. Đây ngồi bên đây đi. Để bảnh cho mấy ông lớn tuổi đi. Quay nữa. Ngồi vô ngồi đi. Đỏ nãy giờ tao là tưởng đâu nước ngọt không ai về bia trời. Về Kiên Giang được nhậu bia Bivina nha, đặc sản của Kiên Giang, đặc sản Phú Quốc à, sản xuất tại Phú Quốc luôn ạ. Long An chưa có Bivina, chưa có. Long An nó chơi Sài Gòn không à? Rồi hôm nay mình về Kiên Giang nhập tiệc là mời mấy anh em Kiên Giang nhậu với Long An bữa ha. Không sai là không về hả, sai ở lại ra. Rồi ok. 1, 2, 3 vô. Anh chút xíu mà ông gọi điện thoại là lên đài đó. À. Đó là món khai vị đầu tiên đó là heo quay ăn với bánh hỏi nha. Uống đi, lát nhậu sỉnh không sỉnh cũng không về. Cái nước đi lắm rồi á. Vô. Anh tên gì? Em tên Nam. Nam. Dạ. Tên Đống. Đống hay đâu mà thôi thắng rồi. Em à. Nhưng mà không
Mẹ phải trả lời. Trả lại mình sửa lại. Chứ nói là bữa nay là chuyện giao nên muốn trả vú lại cho cha ha. Nói là trả vú lại cho cha. Vô. Hai cái được nghe. Bàn giao lặng lượng cái chẳng ba. Giao cái mệt lắm mà. Rồi tới món thứ hai nha các bạn. Món này là kêu bằng món gì? Chậu hoặc cầu. Chậu hay là bò? Chậu. Chậu hả? Bò là không ăn nha, chậu là tôi ăn á. Chậu. Anh cao đẹp trai. Anh cao đẹp trai. Anh cao đẹp trai hả? Ờ. Anh vợ của không có cọc chèo. Cọc chèo hả? Cọc chèo chèo. Vô. Vô. Nó cán bộ đường lối. Ở này có đổ bia gì không để khét à? Không anh bắt lửa nhỏ rồi, bắt lửa nhỏ. Bắt lửa nhỏ. Đây nhiều ra nè. Nhiều hả? Một miếng nữa em. Đi. Sợ ăn vô bị đo nồng độ cồn hay gì? Rồi. Mít mít lại sách bao bọc hậu ghe bắp. Hello, hello. Ý như sinh nhật mít. Hello. 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 Cười gà, cười gà. Hello. Rồi tuyên bố lý do rồi đi Đạt. Tiền vô vô lý do rồi đây. Rồi hôm nay tiệc sinh nhật của bé nghe con cảm ơn cô chú ông bà. Cùng nghe. Nói chung là anh chị em đã đến đây cùng vui với gia đình chúng con ha. Còn con cảm ơn. Đây có ông nội đó đây. Vô. Con cột chèo ông Đạt. Cột chèo với ông Đạt mời mấy chú. Rồi. Dạ dạ. À cái lời đầu tiên thì tôi cũng đại diện cho gia đình, cũng là chủ gia đình, thì hôm nay là anh em xu gia bạn bè và chị em đến đây là mừng là cháu bé cháu của tôi, cháu nội của tôi được 1 tuổi. Thành ra cái lời đầu tiên thì tôi cũng cảm ơn anh em xu gia bạn bè và các cháu bạn của con tôi đã đến đây là cùng chung vui. Là cuối lời là tôi xin chúc mọi người là dùng mỗi bữa tiệc là ngon miệng. Để mở màn chương trình hôm nay thì là cái loa này á, cái loa karaoke này, loa này ở từ là Long An đem về đây.
Thành ra nếu ai có tinh thần là giúp vui cho gia đình thì xin tiến lên sân khấu để giúp vui cho cháu của tôi nha. Đây cháu đứa con đây.
sạch ngay nhà tắm trắng sáng. Phim trắng sáng diệt khuẩn, đánh bật căn bẩn nhà tắm nhanh gấp 5 lần. Nan A2 sữa mát Thụy Sĩ, công thức đầu tiên kết hợp đạm A2 và 5HMO giúp tăng cường đề kháng. Bye. Karaoke kẻ ở miền xa Tông Nam. Alo. Đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đắng giặc thèm trống hay hùng tiên hát ngồi em tiên hát ngọt mềm. Người năng lính khổ karaoke Giá Từ Vũ khi tôi
Hôm nay không có gì hơn về với Kiên Giang, chúc các anh em ở đây dùng bữa tiệc ngon miệng, chúc gia đình nhiều sức khỏe ha, chúc quán ở đây nhiều sức khỏe, con cháu đầy đàn nha. Vỗ tay lên. Sẽ một ngày chinh chiến ta, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo anh ơi. Xin trở lại đây, thép gai dằn mới lý hào sâu, lâu chung mai với những địa nông đã bao kê. Mau anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà xuống đàn này, ôi xanh nở sông núi đồi. Anh trở về quê tìm tôi thơ mộng năm nào. Vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu. Với con dê có chiếc cầu tre đã bao năm vẫn chân anh nên trở thành hoang phế không tiền. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với đường cao với biển trâu. Ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ chiều em tiền phong, màu bi kính trong nghĩa địa buồn. Bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn người nằm xuống. Chỉ có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chúc chùa làng xa chiều lại vang, biết bài lời khói ấm tình thương, bác hơn rao thăm mối tình quê có con trâu. Có đường sâu thiên đường này mơ bao lâu. Vô em ơi, vô trong bài này có mời hey.
người nằm chú để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta còn vòng tay mở gọng thương mến. Sau nở vô tình gợi sân ga.
đường sao vòng đây ta đã xa xa nhau rồi. Người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm mắt theo phương lạnh giá. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga. Trời
Karaoke bởi vì anh yêu em Phan Đinh Tùng. Alo. Không phải là. Thôi để tiếp góp vui tiếp tục chúc mừng cháu Gia Bảo thành nhanh chóng lớn. Điếc vẫn trôi tới với tôi lẻ loi, xuất xa lối riêng tình xưa.
phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em, mình theo em nơi cất bước xa đi. Bao ngày qua khi bóng em vẫn xa, ân tình dường như đã nhòa, như trong lòng vẫn hấp